thì cũng hơn mà vẫn phải cắt đi rất là nhiều. Mùi chuột chết ở đâu thối. Đấy có à. Dạ. Vừa nãy mới có gửi thấy đâu nhỉ? Có, em mới gửi thấy. Vừa nãy lúc sáng thì có. Đúng rồi. Nay lúc sáng mình chưa để ý là đứng lâu quá đâu. Không biết là ngoài hay trong. Cao được 23 nhỉ. Vui lấy tải để lấy mụn à? Hay lấy củi lu. Nhớ quên ông dặn là mua hộ mấy cái. Mấy không? Chục cái đấy. Yeah. 5.000 cái đúng không? 3.000. Thì anh 2-3 cái. Đựng mùn. Mấy tiệm này nó chưa có cái độ linh tâm cao nên sẽ rất là vặn mạnh. Sau khi có hình tròn rồi thì tiệm sẽ thêm dịu. Nếu ông nào Hùng ra mua nó quất 5.000. Tí cho nó ấy. Nhà này bé hơn nó. Mùi. Thank you.
sơ rồi. Thở ngang rồi. Quay luôn bạn. Ừ. Nhấc luôn. Có bỏ kia không?